Hay thì con ma ship core có một Q rồi, thêm 2 marine nữa được đưa ra phía bên ngoài này để có thể là hỗ trợ đuổi đấy con ma ship core này ra ngoài. Các bạn thấy đấy, ma ship core cũng đã bị đuổi ra ngoài rồi. Ma ship core thì nói chung là chỉ bắt nạt được khoảng tầm 1-2 con marine lúc đầu thôi, chưa về sau này thì rất là khó khăn để bắt nạt được chúng nó. Ma ship core thì nói chung là plasma siêu yếu, khiên yếu, máu yếu, nên là chung chả làm gì được. Nên Reaper chỉ bị nhảy lên ở vị trí bên trên này rồi, nhảy lên nữa kìa, rất là giật nhỉ, không hiểu sao. Rồi đây rồi, hai Stalker có mặt đây rồi, chắc chắn chiếc con này chết rồi. Chạy đâu nữa bạn, khi mà Ship Core cũng đã lao ra để mà xử lý rồi. Giờ thì chúng ta hãy cùng xem là Terran sẽ làm gì. Thì nay tôi thấy Terran đang bắt đầu nâng cấp Steampack rồi. Ôi, không hiểu sao giật thế nhỉ. Anh em chờ mình tí nhá, để mình thử F5 lại cho chắc, không giật thế nhỉ. Không xem nổi chưa các bạn. Hiểu sao? Tự dưng sẽ đang xem rất bình thường, tự dưng giờ nó giật. Ui. Mạng ơi là mạng. Cái đường mạng của tôi lại tầm này giờ này có vấn đề rồi. Vâng, các bạn có thể thấy. Bạn thấy hiện nay thì quân đội của cả hai bên thì đều đã có mỏ 2 rồi, đang tiến hành khai thác rồi. Hiện nay Terran đã đặt thêm một băng cơ nữa ở phía bên ngoài và có hai chú Mauder ngồi sẵn ở phía bên trong băng cơ như vậy. Ga đang được ăn thêm, và đây là thêm một factory được đặt xuống. Khả năng sắp tới Terran sau khi hoàn thành xong factory, anh ấy sẽ đặt xuống cái nhà Starport để mà lên Mevac thôi. Hiện nay thì đã là 8 phút rồi, và đây sẽ là thang minh 10 phút của các game thủ Terran chăng, sẽ chuẩn bị được đưa quân sang để mà đối đầu với cả cô tốt ngay ở khoảng tầm 10 phút để gây sức ép. Họ thấy hiện nay thì Terran đã có một lực lượng marine khá hùng hậu rồi, khi mà chia marine ra ở cả mỏ 2 và cả mỏ 1 như vậy, để anh ấy có thể phòng ngự trước ý đồ lên những cái con unit bay như kiểu là con Orker. Bạn nào chưa biết Orker thì có lẽ là cũng sẽ phải xem thêm thì các bạn mới biết được Orker nó là cái con nào. Một dạng gay unit rất là khủng khiếp của Terran thời của Protoss lúc ban đầu game, nên là đó là lý do tại sao mà Terran đã phải chia quân ra ở cả hai mỏ như vậy để phòng ngự. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là Protoss đã có hai con Observer chia ở hai hướng rồi, và anh ấy còn đặt thêm cả Twilight cái nhà Temblaka cho mình nữa. Còn đây con Observer ở phía bên nhà của Terran, và đã nhìn thấy được cái Factory cùng với cả cái Starport rồi. Nên quân đội của Proton đặt cho mình một lượng rất lớn gate, thứ bạn đã là 5 gate đường này để đặt xuống rồi, thêm cả nâng cấp giáp nữa. Proton đang lên Zilot Chak A trông nữa bạn, nó lại giật rồi. Khủng khiếp anh nhỉ. Đây bắt đầu warp ra hai con HT để mà lên để mà chờ để chờ nó có energy để có thể là Storm rồi. Storm là một trong những skin rất là nguy hiểm của Protoss trong những lúc đầu game, kể cả có là mid game luôn thưa bạn. Khi mà Terran chưa có ghost thì Terran rất cóng trước Storm, tại vì những lúc mid game thì Terran chưa thể nào có full upgrade được, cho nên là chỉ một pha Storm mà Marine đứng bên trong đấy coi như là đứng là chết luôn, xác định đứng bên trong đấy coi như là chết luôn. Và hiện nay Observer mới phát hiện ra được một chú Marine mà thôi. Terran của chúng ta rất tỉnh, và anh ấy biết được rằng đối phương để quân ở đâu thì phải, cho nên để Observer ở đâu, cho nên anh ấy đặt quân rất là đẹp, đưa quân đi hầu như con Observer không hiện. À đây rồi, Observer hiện phát hiện rồi. Vâng, đẹp đến mấy cũng đã bị phát hiện ra rồi. Còn đội của Terran có rất đông ở vị trí phía bên này. Ở kia một pha scan thẳng phía bên trong. Vâng, nhìn thấy quá nhiều HT đứng đây luôn. Immortal rồi. Bây giờ thì xem gì, lao vào luôn không? Vâng, Terran lao vào luôn. Anh ấy biết rằng là đối phương quân thời điểm này đang là quá yếu rồi. Hiện nay chúng ta thấy rằng là quân đội của Terran hiện nay thì sắp sửa hoàn thành xong nâng cấp một tấn công rồi. Ôi dồi, đừng giật nữa. Chế mà thôi, hôm nay mạng mấy em sao nhỉ? Các bạn thấy đấy, ở phía bên này thì cũng đang rất cứng rồi. Vâng, quân đội của Protoss đưa ra định ăn mỏ 3 chăng? Có lẽ thời điểm này chưa nên ăn. Terran có vẻ là vâng đã đưa quân về rồi. Anh ấy không dám tấn công vào luôn thưa bạn. Có vẻ anh ấy cũng đang rất sợ ở những pha storm của Protoss thời điểm này chăng? Hay là anh ấy đang chờ cho quân lên? Ơi vâng, một pha counter attack với một con Zilot ạ, nhưng có vẻ không ăn thua. Vâng, một Zilot không thể nào là làm nên mùa xuân được.
Giờ thì Warp Vision đã ra rồi và Warp Vision sắp sửa được đưa đi để có thể là drop thẳng di lọt thẳng vào bên trong mỏ của đối phương. Các bạn thấy hiện nay thì Ghost Academy đã được đặt xuống rồi và Poto đã bắt đầu đảo tích sang sử dụng Colo khi đặt xuống nhà Robotic bay. Poto vâng hiện nay vẫn đang tích tiền à, đang định chờ đặt mỏ 3 à, đây đặt rồi. Và bây giờ Poto đã xuống mỏ 3 rồi. Hai Warp Vision đang vòng sang ở vị trí phía bên này. Ơi giời, không phát hiện ra được con cái Warp Vision rồi. Vâng, bây giờ Poto phát hiện ra được, à Tedan phát hiện ra được cái pylon ở góc bên này của Poto rồi. Tuy nhiên là mình đạo quân khá mỏng manh cho nên là Tedan phải đưa thêm quân lên rồi. Này các bạn thấy hiện nay nhà Poto đã bắt đầu nâng cấp trạc cho Zilot cùng với cả đó là nâng cấp cộng 2 giáp sắp sửa hoàn thành xong rồi. Poto bắt đầu thêm một nhà robo nữa, như vậy sẽ là double colo thì bạn, double robo nghĩa là double colo. Trong khi đó thì ở đây thì Tedan đưa quân của mình ở nhà để phòng ngự trước trò drop Zilot của anh Poto. Observer đang đi cùng với cả Mevac. Vâng, có vẻ là cũng sắp sửa phát hiện ra được cái con op này rồi. Hiện nay Poto của ta vâng đã phát hiện thấy đối phương đang có một Marine ở phía bên nhà của mình. Hiện nay hai nhà colo thì vẫn chưa wow bất kỳ một con colo nào. Không biết là Poto đang định làm gì nữa, thôi không biết nữa. Và thấy hiện nay thì Tedan đã bắt đầu tiến hành khai thác mỏ 3 cho mình rồi. Đưa comm center ra ngoài để có thể là khai thác mỏ 3. Tedan đưa quân ở phía bên này góc hướng 9 giờ để có thể phá được cái pylon của đối phương. Đây rồi, phá xong rồi, bây giờ định quay đập đá không? Có đập đá không? Tôi thấy stream rồi kìa. Đỏ lom rồi kìa. Ui rồi ôi, giật thế nhở. Poto đang đưa quân xuống và hiện nay chưa có Zilot chưa chạc cho nên là di chuyển rất chậm chạp. Ui rồi mau được, ui rồi vâng chia quân ra. Poto đẩy quân lên cho nên là Tedan để một ít quân ở lại bọc hậu. Bọc xong thì lao lên nhưng mà Poto có vẻ một fast Fogfield có vẻ hơi bị trượt ạ. Này thì đã đưa hết quân của mình trở về rồi. Và bây giờ một pha drop ở vị trí phía bên trong bên bay của anh MVP. Vâng, đã drop được 4 chú Zilot xuống rồi. Như là cái Warp Vision này thì cũng đã đỏ máu khi mà bay ngang qua đầu của Turret như vậy. Giờ thì Poto bắt đầu put qua lên ở vị trí phía này rồi. Bây giờ Warp Vision sẽ là một trong những unit rất cực kỳ cần thiết của Poto. Vâng, lại Warp thêm quân ra được một lần nữa rồi. Poto đang bắt đầu đưa quân ra ở vị trí phía mỏ thứ ba này. Tedan đang lao lên một pha storm rồi. Vâng, một pha storm chặn hậu lại để không cho đối phương đưa quân lên nữa. Bây giờ thì sao đây, liên tục Warp quân ra vào đây. Đấy rồi, Warp Vision chạy được rồi. Giờ là anh Tốt sẽ làm gì đây? Tốt đang đưa quân của mình trở về. Tedan của chúng ta có vẻ là cũng hơi chật vật trong cái việc phòng ngự được cái pha tấn công ở cái vị trí phía sau này. Giờ thì mỏ 3 của Tốt có vẻ đang khai thác khá nhiệt tình rồi. Các bạn thấy hiện nay cốt hiếc là đã đầy đủ rồi. Poto thì đang lên colo cho mình rồi. Với việc mà Poto lên colo thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là cũng không thực sự hiệu quả cho lắm. Tại vì như các bạn biết rằng xu thế hiện nay trong PvT các game thủ luôn luôn là lên thật nhiều Maoder. Maoder sẽ cực kỳ lì đòn trong combat với cả colo và hai Templar như vậy. Tại vì một lý do rất đơn giản. Maoder nó rất cực, nó có cái lượng giáp cao và cũng có thể là chịu được phải vài phát tấn công liên tục của Colo và hai Templar. Chứ nó không giống như là mấy cái con Marine thì ăn một fast storm là nằm ngửa dậy chết hết, dậy đạch như cá trên cạn hết. Cho nên là các game thủ Tedan thường đến những cái thời điểm khi mà có cả Colo cả HT như vậy, họ sẽ mát Maoder luôn các bạn. Không phải là chỉ là Marine đây, các bạn thấy kìa, mát Maoder rồi kìa. Ba con Maoder cùng lúc, không hề có bất kỳ một con Marine nào. Có vẻ trận này thì anh Tốt sẽ ăn hành thôi. Nếu như anh ấy có những pha, anh ấy không có sentry để mà phóc phi được, coi như là quân đội của Tedan cứ thế lao lên mà xử lý thôi. Và thấy hiện nay thì Colo có mặt ở vị trí phía bên mỏ 2 rồi. Volo HT có mặt đây là, tuy nhiên là không có bất kỳ một Warp Vision nào đây cả. Quân đội của Tedan lao ra một pha storm giả động nhưng quân đội của Tedan vẫn lao lên. Vâng, rút trở về rồi. Các bạn thấy đây, Maoder lao lên phía trước kìa. Hiện nay thì hai con giật đang di chuyển ra ở vị trí mỏ thứ 3 của Tedan ạ. Vâng, có vẻ không ăn thua đâu. Một Further Warp ở vị trí phía bên trong bên bay như lại đang chém cái gì kia? Chém Energy bay cùng với cả chém cái Supply Port điểm gì các bạn. Quân đội của Tedan được đưa ra ở vị trí mỏ 3 để phòng ngự trước hai con giật rồi. Nhưng bây giờ bên trong này sao đây? Mất Energy bay rồi, mất một cái rồi. Vâng, thêm một đợt Warp nữa của Poto. Warp thẳng vào đây. Quân đội của Poto đang loanh quanh ở vị trí bên ngoài này. Vâng, có vẻ là hiện nay là Tedan đang khá khó khăn trong những phái pha tấn công liên tục của Poto như vậy. Warp Vision được đưa rất nhiều hướng như vậy thì rất khó khăn cho Tedan để có thể chia quân phòng ngự. Poto lại đưa quân về phòng về thêm một lần nữa rồi.
Vâng, lao lên luôn, lao lên luôn. MVP hiện nay đang bắt đầu bị đỏ lom rồi. Vâng, bắt đầu bị đỏ supply rồi, không thể nào chuyên thêm quân thêm một thêm nữa rồi. Hiện nay thì có vẻ là Protoss không hề có ý định kết thúc trận đấu sớm, cho nên là Protoss đã bắt đầu ăn mỏ thứ tư rồi. Thời điểm này cũng đã là khá muộn, đã là 19 phút trong game rồi, cho nên ăn mỏ thứ tư cũng là hợp lý thôi. Và thấy hiện nay Terra có vẻ cực chẳng đã bắt đầu đưa quân đi rồi. Và một hàng hàng rất dài, tôi nhìn thấy có rất nhiều Mauder ở đây thưa bạn. Hiện nay tôi thấy rằng là Terra đang lên cho mình vầng 2 Viking. Số lượng Viking hiện nay đã là 4 con rồi, 31 con Mauder và 42 con Marine. Với lực lượng đông đảo như thế này thì có khả năng là sẽ là một hit chết luôn anh Protoss mất thôi. Vâng, đây rồi, Storm đấy các bạn thấy không, Mauder nó Storm. Ăn Storm nó vẫn máu nó vẫn còn một nửa. Nó không có gì phải sợ cả. Hiện nay với lực lượng mà mê vác đông này chắc chắn nó sẽ có những pha lực lượng mê vác đông như này thì có thể hồi máu rất là mãnh liệt cho các game thủ của Protoss của ta. Vâng, Protoss chàng được bật ở vị trí mỏ thứ 3 rồi. Protoss đang đưa quân ở mình của mình ở đâu đây, đưa ra để phòng ngự đi. Mỏ 3 này mất bây giờ, mất bây giờ. Protoss ta đâu, bây giờ mới bắt đầu đưa quân ra các bạn. A Châm đứng ở vị trí trên này. A con gốt đứng ở phía sau để có thể EMP rồi. Vâng, vị này Protoss đã mất mỏ 3 rồi. Em cô đang lao ra, cô đang lao ra, vâng, cô lô quét rồi, cô lô quét rồi. Quét đất chính xác rồi, ui rồi EMP rồi, vâng, mới chỉ có hai con HT bị mất energy rồi. Hiện nay quân đội của Terra đang đưa quân ở vị trí mỏ thứ tư của Protoss rồi. Terra cũng đang bị harass ở vị trí mỏ thứ ba của mình. Terra vẫn chưa đặt, vâng, đã xử lý xong được rồi. Nhưng mà có vẻ cũng đã mất khá nhiều SV thì bạn. Tôi giờ hình như chỉ còn có 31 com thôi. Hiện nay thì Protoss đặt lại cho mình mỏ thứ ba. Cả hai bên đều đang chịu thiệt hại khá nặng nề. Terra nằm giúp hết quân của mình trở về rồi. Vâng, với cái việc mà có nhiều Marine như vậy không ăn thua lắm. Một pha feedback. Con HT đứng đâu mà nó feedback được quả đấy nhỉ. Protoss là pull lên ở vị trí viên này rồi, nhưng tôi thấy hình như Protoss chưa có bất kỳ một cái warp vision với cả coi